Thế em rẽ ra đây tí. Đây có cái cây nhìn nó sạch sẽ. Cây này nhìn sạch sẽ nhưng mà giá thì nó không tăng đấy. Có điều là được, cái này phải làm được. Có những cái bác ra chợ này chỉ ngồi ở trong quán nước, ai thực sự thiện chí thì người ta mới ra, và mình quay phim thì người ta chẳng ra. Nhưng cơ bản là các bác nhìn cái cây này, các bác đoán chắc chắn nó phải trên chục triệu, chắc chắn trên chục triệu, xanh Nam Việt, khá là bền rồi. Đấy, cao tầm độ 30 phân, cổ lắc thì hơi xa tí, nhưng mà cái nó sạch sẽ và nó nu cục. Các bạn, ok, cái đấy xong nhé. Bên này thì cũng được, răng rất ổn, rất đưa, rất đưa lên. Quá anh à, đẹp nhỉ? Nhưng mà đẹp cây là đẹp tiền. Bao tiền anh? Bao tiền anh? Cái kia biết của ông nào? Lực. À, lực. Cái đấy chắc hơi chục. Cây đấy nó thuần rồi, cái cây này thì mới. Nhưng mà được, cây này dáng dấp khi sau lại hơn cái kia. Không yếu đâu. Không yếu, cái thân xẹo méo tròn. Cao tầm hoàn thiện chắc tầm 40 phân. Cây này mà chỉ có bây giờ những cái bệ mới này nó chỉ bằng đầu đũa lại lên gấp mấy lần tiền rồi. Cây của anh Lập. Nhiều ông chắc thích rồi chứ đâu anh. Quan trọng là tiền. Đấy. Giá nó chưa giá. Thế là như vậy. Thực tế là lại rất phức vàng như vậy. Ông nào mua về buôn tốt quá. Thế. Không có những ông mà buôn được là ông múc căng đấy, nhưng mà toàn những ông le ve đâu là khó. Mình không gặp những ông đấy khó. Ok, đẹp. Đây đẹp. Biển quá đẹp. Chết. Chốt sau nó to lên nữa thì tuyệt vời. Nhìn thiếu nhìn thiếu cái cổ này. Được á, là được. Không có cái sẹo nào nó quá to, ôm hết rồi. Bệt lên. Chân méo mó, chân méo mó. Đúng cái phiên mà đầu tuần họp giao ban hết, rằng có tiền rồi thì họp hết. Rất cục kịch. Đẹp quá. Cái chỗ đáng mua thì lại không ai ra đây hỏi. Lập anh bán rất là hay. Anh em mà mua thì cứ ra gặp anh Lập đấy mà hỏi đấy. Quan trọng là có cây mình thích không. Đấy. Người bán chỉ cần lãi tí tí là bán. Cây này có nhiều tiền không bác? 10 triệu. 10 triệu. Quê nhưng mà rất đẹp. Này thì xin phép bác tí nhá. Này, cần này. Cái
chậu cũ của nó to hơn này nhiều, chiếc chậu xi măng cũ hồi xưa thì tràn ra cái chậu. Chậu mới để lên nó sạch sạch thôi. Cái xanh quê các bác nhìn này, khi nó già nó răm nó ổn định, nó rụt ổn định và nó răm nó nhỏ nó bay ấy, cho nên là nó không bị phá nhiệt. Đấy các bác. Đấy, thân của nó gầy gò và nó gầy gò và nó không có, nó cũng nổi u nổi cục mà nhìn nó có cái nét thanh hơn cái điện. Mười triệu xứng đáng bao nhiêu năm tháng. Cây 10 triệu quá xứng đáng. Cây này vào tân đông tiếc trong ngày hôm ra một lúc cây này về mà làm. Chắc ở dưới nó vẫn mỏng anh nhỉ? Mỏng mà, đầy cái chân hết chân hết rồi. Và nó trồng này là mình mua nào thì hết định kỳ. Rồi thêm mỏng là đẹp như người già, khó khăn trồng chất, khó khăn. Đấy anh đọc số đi, có ông nào thích alo cho anh nếu mà còn. Thích thì ra đây mà lấy đúng không? À vẫn còn lưu số của anh, ông nào thích thì bảo gọi. Vẫn còn số của anh. Vâng, ông nào thích là bảo alo cho anh. Cố gắng đăng trong ngày hôm nay cho anh. Cái này đẹp. Đẹp. Cái chậu này không hợp lắm mà thôi. Đẹp. Quê ở thành được như này thì lâu năm lắm. Được rồi. Có những một số cái cây nó hay. Một cái trực này. Cái trực này với lại cây cái kia kìa. Bán cái nào cho anh Hùng? Mua cái nào cho anh? Sùng về hết. Quay môi đây, quay môi kẻ. À đây à? Ồ. Quay môi kẻ. À này lại có à? Đâu đâu đâu. Hôm nay có tin với ai đấy? Sung của bác Tuấn. Lê Minh Tuấn. Ra hết chỗ để, hết chỗ để. Ui ơi, hết chỗ này à chú? Hết. Chết. Sáng ra mấy cái rồi. Vâng. Mua tí đi. Giải khát. Ôi Sam Hương à? Sam Hương phải mua cổ động cho chị em mà. Cái này chỉ xem phút nào thôi, không được sờ đúng. Sờ đi. Thơm. À ra đấy. Chúc mừng anh nhá. Rồi. Cây đấy em thích đấy. Đóng chốt như búp măng.
Đây là phòng xanh ở trên xe máy đẹp như tôi. Dạ. Rồi lúc sáng nay. À kia gì cạnh cái ông đội mũ kia gì? Sáng. Gớm đấy, con này gớm. Mua mở hàng cho em nó vui vẻ. Vâng. Cho em thêm 5 hỏi đấy. Thế đúng không? Cái này cũng đẹp mà. Mua ở chỗ nào chú? Chỗ Liên ý. À Liên. Liên mua của Tuấn đấy này, 8,5 chú giả nó 1 triệu. À rồi. Giả nó bảo là mua 8,5 và nó giả cho mày 7,5 luôn. Mà mất công thì sáng lịch sự đến gì nữa. Thế thì đỡ phải lằng nhằng. Mình là thần tài của chợ mà. Đấy, mua cho nó vui. Được. Nhưng mà này. Dạ. À, tối nay lại một mớ tiền ở đó. Được rồi đấy. Chúc mừng chú nhá. Cây đẹp. Uống nước đi. Và đóng vừa ngồi thì sáng. Đấy, làm công viên đi. Ôi, cái đấy chịu. Từ hôm mày ta sẽ đọc thấy mà bảo là sợ rượu tao cháu có món đấy đâu có chơi được đâu.